Hôm nay mình và Vidac vừa phát hiện một thứ cực kỳ kinh khủng, đó chính là admin Lockwood đã bị phản bội. What? Admin Lockwood mà bị phản bội hả? Anh cũng không biết nữa, chỉ vừa mới phát hiện trên YouTube thôi. Đó chính là có một thanh niên đăng hết toàn bộ thông tin về update mới trên kênh của hắn luôn. Thằng đó là kiểu admin ngầm hả? Sao nó leak được ra hết vậy? Không biết nữa, nhưng mà mấy thông tin đó là em chưa từng thấy luôn á. Đâu đâu, em muốn coi, em muốn coi. Ok, bây giờ thì bắt đầu thôi nào. Trước khi bắt đầu thì mình sẽ đi random chế quỷ trước nha. Các bạn nhớ nhập code sẹt e crazy lên, đương nhiên là như vậy rồi. Và random bỏ rồi. Ok, thì đây chính là thanh niên mà lead cái update đó ra. Ác quỷ 123 với 255.000 sub. What the fuck? Nghe có vẻ cũng khá uy tín đúng không? Dạ, nên là mình nghĩ đây cũng có thể là một trong những admin Blockfoot. Và trên kênh của anh ấy thì hiện tại đang có 3 video về update mới. Mà video nào thì cũng có khá là nhiều người coi luôn ha. Ok, nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau coi từ video đầu tiên trước nha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có những cái gọi là kỹ năng mà admin nó lead cho chúng ta từ trước rồi. Thằng máy này cũng bình thường thôi, mình sẽ xả tới những khúc quan trọng nha. Đây rồi, một cái kiếm mới, Dragon Heart. Vậy là cái gần hết bữa trước là cái kiếm mới hay là cái item thì admin dụ em giống như là của trái lai. Ồ ghê ạ. Đây thì nếu như các bạn không biết cây thương của trái lai sẽ nhìn như thế này nha. Và nếu như bạn muốn mua cái kiếm này thì các bạn phải cần nói chuyện với admin Uzot, người bán Dragon V2 á. Và đương nhiên những cái kiếm mới thì các bạn cần phải làm nhiệm vụ để có thể lấy được nó ha. Và cây Dragon hết này thì nó sẽ có hai chiêu, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau coi hai chiêu nó. Đầu tiên là chiêu dách, nó sẽ giữ lại như thế này. Wait, what the fuck. Ai em coi nó bự kìa không? Dài nó kìa, nó bắn đúng xa luôn á. Cái này tắt video nghe nói bự dài bắn nghe chết. Nó bắn vừa bự mà vừa dài nữa các bạn ơi. Ủa chú ít này quen không? Chú ít này là admin league rồi đúng không? Đúng rồi, mình đón toàn trái T-Rex. What the fuck? Ê các bạn biết giờ không? Cái kiếm này á, animation là siêu đẹp luôn. Chưởng cái con rồng với lại nó còn bự nữa chứ. Các bạn xem cái tầm quýnh nó kìa. Bự phải gấp 10 lần con nhân vật của mình luôn á. Ai còn chú ít thì admin nó league khá là nhiều ha, đó chính là rồng quá cầu lửa và chưởng. Uầy, nói chung cái gậy này đẹp á, em coi rồi, em coi nè. Ủa, mà nhìn nó có giống cây hương của trái lai đâu ta, nhìn đẹp hơn hẳn luôn á. Ý là nó cùng loại vũ khí là cây hương á. Nhưng mà theo anh cảm thấy á, thì cái cây đó nó giống như làm lại từ cái cây bi be nè, xem chiêu nè. Mày đó khác cái đâu, bắn con rồng kìa. Nhưng mà rồng của người ta uống lượng rồi, nó bự lắm. Nè coi anh chưởng lại nè nha. Phiêu đó giờ đi chen luôn các bạn ơi. Hàng dợp với hàng real các bạn. Ok thì sao dành khoảng 1-2 phút nữa để coi thì mình phát hiện ra là nguyên video còn lại của anh ấy toàn là review hai chiêu thôi, kiểu ngồi chơi đi chia lại ha. Nên là bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển sang video tiếp theo thôi nào. Đây video tiếp theo nghe có vẻ hoành tráng hơn rồi các bạn thấy không. Tộc mới, NPC, nhiệm vụ và hòn đảo mới luôn. Nghe có vẻ khá là nhiều thứ mới đúng không? Và đầu tiên đó chính là ba cái kiếm Sadi, Shisui và Wando sẽ được đổi tên thành Saishi, Shiyu và Orishi. Có gì kỳ vậy? Tên cùi thiệt chứ. Ủa không lẽ bị bản quyền nữa ta? Chắc đổi lên để tránh bản quyền á. Chắc có anh nghĩ là do bị bản quyền, nó giống như trái Spirit là chứ đo. Cái bản server mới hả? Nhìn cũng được các bạn ơi, mình thích cái bản server cũ thôi nha. Nếu như mà đổi thành... Wow, Blockfoot bây giờ sẽ có chức năng kích hả? Jack Min thôi. Chắc không, hay là kích trong server VIP? Anh nghĩ là server VIP cần khả năng kích này á. Nếu mà kích trong server VIP thì mình nghĩ sẽ hay hơn nha các bạn. Tại vì trong server VIP á, mình lâu mình chơi chúng với đắt mình ghét lắm. Và điện thoại sẽ được update mới nè. Úi gì? Thêm vào skin nữa. Hệ thống skin là cái gì ta? Là hệ thống skin mới đó chứ vậy nè. Skin của chết quỷ các bạn ơi. Sau này chúng ta có Free Fire. Free Fire. Ê mà nhìn nó hơi phát sao đúng không? Nhìn nó cuộn quá. Chỉ có trái Dragon là có skin thôi. Là giống như đổi mèo hồi xưa nhưng mà giờ đổi thành cái skin á. Vãi, skin mua bằng Robert nữa kìa. Trái Dragon giờ ra hút máu quá. Chuẩn nè, có tộc mới, tộc Dragon. Đúng như mình đã đoán luôn á các bạn. Yeah, y chang thì mình đã đoán luôn. Tộc Dragon sẽ có một cái công cụ đặc biệt để có thể bật tộc, đó chính là Primordial Regen. Chắc là giống như cái số 5 của mình thôi nè. Sức rồi, mạnh tuyệt đối nó kiểu vậy. Ủa sao không có dòng vậy? What fuck? Còn của Vidac là gì? Bật nó thử ơi. Của em là Heavenly Blood, dòng máu hoàng gia. Đây một cái phát đặc biệt về tộc Dragon, đó chính là hiệu ứng sẽ giống như tộc Human V4. Không biết là kiểu nó có cái aura bên ngoài giống thôi, nhưng mà cái màu thì khác. Oh my god, và hai NPC mới đó chính là Dragon Knight với lại Dragon Wizard. Nói chung thì chúng ta sẽ có thêm một cái hệ thống nhiệm vụ mới nữa ha. Ok thì nói chung hai NPC đó có thể giúp chúng ta thức tỉnh tộc Dragon mới. Dạ chắc vậy á. Rồi còn lại thì anh ấy kêu chúng ta qua video khác để coi tiếp. Ok bây giờ chúng ta tiếp đến video tiếp theo nào. Divine Art Full Moveset Leak. Divine Art Will Cost 1000 năm Fragment. Mình không biết có nên tin thanh niên này không nữa nhưng mà ok let's go. Permanent Rickron. Bắt đầu mình đang nghi ngờ về thanh niên này nha. Sao nó mở được mấy cái bựa bựa quá vậy ta?
Rick Ron là cái meme. Nè, admin ngậm mà. Ờ, mình nghe. Ui, ui, kinh quá vậy. Ê, cái mele mới quýnh đẹp chứ hả? Mele này mấy người da đen không có thích các bạn ơi. Làm việc mà không chăm chỉ là sẽ bị cái sở xích này quýnh đó các bạn. Rồi ok, update sau mình sẽ tiếp tục làm cái shot về với đắc nha các bạn. Quýnh với đắc bằng cái sở xích này nghe có vẻ hợp lý á. Mới xài chiêu rồi vậy. Ui, what the fuck. Cái chiêu này nhìn giống trái chó trong MC quá à. Trái chó MC có cái chiêu vậy nè các bạn. Ồ, à cái chiêu này admin cũng click rồi nè. Ê, vậy khi nào Honey này admin ngầm thì chúng ta. Ui, ui. Trời gì vậy? Dimension. Ôi Gojo các bạn ơi, đẹp gì hả? À, nhớ là nhân động thời gian hay sao lên ơi. Đầu tiên các bạn sẽ mở một cái vùng này và bùm 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 bùm. Vậy là update sao các bạn có thể biến thành Gojo hoặc là Sukuna chẳng hạn. Ê, mặt ra giờ anh cũng làm được em tin không? Anh xàm hoài đâu, thử làm coi. Không tin gì vậy, coi nè cô. À, mày à. Thật ra anh cũng là admin ngầm đó, em không nhớ hả? Như admin này dùng Photoshop để làm admin hay sao á? Ê, im! Ai tiết lộ bí mật của mình sẽ đều bị mất ban nha các bạn. Ok, tiếp tục với video nào. Cái chiêu đó quá đỉnh luôn. Ê, mình nghĩ là cái chiêu đó là chiêu C á. À, chuẩn luôn, chiêu C nó tên là Timeless nè. Sự phán xét thì á. Ừ, sự phán xét. Anh nghĩ là chiêu X là cái chiêu mở cái dòng bự rồi ập xuống á. Còn này nè, chiêu này nè, cái này là chiêu X nè. Hai chiêu đầu thì mình thấy nó cũng không có đặc biệt lắm nha các bạn. Nhưng mà chiêu C á thì mình cảm thấy bá đạo vãi chưởng. Nè các bạn xem nè. Một cái melee thôi mà nó làm được cái hiệu ứng vậy hả? À, nhưng mà đẹp. Cái này là đồ mansion thiệt nha các bạn. Này thật sự là úi, tàn hình luôn rồi. Lỗi luôn rồi. Ê, vậy là update sao mình có thể làm ông chùm nó bung trở lại các bạn ơi. Ok, thì mình đang cảm thấy khá là mong chờ vào update này ha. Kiểu thấy cũng khá là thú vị. Nhưng mà ngoại trừ cái Dragon Head nó làm mình hơi thất vọng. Tại vì mình tưởng là cái item mới. Ý là hai mình đoán sai là thấy hơi quê xíu. Và có thêm cái đó chính là cái melee mới các bạn. Cái Divine Art á, mình tưởng là nó sẽ giống như lại cái quyết quy thuật này nè. Đó, mà ai ngờ nó khác một trời một vực luôn á chứ. Kiểu đó là phiên bản thiên đàng của cái này á. Cái này là địa ngục của kia thiên đàng các bạn. Nhưng mà cái kia sử dụng xích quýnh thì mình cảm thấy nó sẽ lực hơn nha. Vậy xích quýnh da đen với đắt đau đó các bạn ơi. Không biết video sau mà BB bằng cái đó mình có đánh lại nó không nữa. Các bạn xem melee gần đây nhất nè, đó chính là quyết quy thuật với những cái chiêu gọi là cũng khá là bình thường rồi, đúng không? Nè xem nè, mình cảm thấy cũng không có gì đặc biệt lắm. Nhưng mà cái melee mới này thì nó tạo nguyên cái domain luôn các bạn hiểu không? Ê, lỗi nữa nè. What the fuck? Ông chùm lỡ bung Việt Nam gọi tên ai các bạn ơi? Anh crazy lên. Mà lâu quá không làm bung chắc bây giờ các bạn nhớ mình lắm đúng không? Thì mình nghĩ đó chính là lý do mà tại sao admin phải để chúng ta đợi một năm trời mới tung ra update mới. Chứ làm mấy cái hiệu ứng bá đạo cỡ đó mà update liền thì không được các bạn ơi. À, nhưng mà các bạn thấy cái sự chờ đợi xứng đáng không? Mình nghĩ là khá là ok nha các bạn. Tuyệt vời luôn á chứ. Ra khá là nhiều thứ mới. Thôi thì nói chung đó chính là tất cả những gì trong update này. Nếu như các bạn cảm thấy thông tin mình đưa ra quá hấp dẫn thì các bạn hãy nhớ đăng ký và like cho video này nha.